Rồi, Thanh Toàn chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại kênh Vua Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Toàn có mặt tại xã Đa Phước của huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ngoài ba của Toàn cùng với bác Năm và chú Đường. Hôm nay có cả anh Hiền nữa nha cả nhà. Anh Hiền thì đang cưa cây bên kia. Ba của Toàn thì mới cưa xong cây bên này. Chú Đường thì ở trên đang giục mấy cái tàu vừa xuống. Tại vì này nãy cái cây này nó ngã qua bên nhà anh kia. Rồi Toàn mời quý vị cùng theo dõi xem là ba của Toàn cùng với nhóm thợ cưa sẽ cưa những cây dừa này như thế nào nha. Còn lại 5 cây, tính luôn cây anh Hiền. Ủa chú nè, như là nghe nói là có quen biết gì với chú Đông Nguyễn không ba? Anh nào này là bạn gì ruột với Đông Nguyễn. Dạ. Anh Mỹ một lần là tặng mấy cái máy cưa rồi đó. Dạ. Cho mấy cái nhóm thợ cưa cũng nhiều máy lắm. Đây là cái gì lên đây chưa? Dạ. Là chú Đông Nguyễn lại nữa. Dạ. Dạ có dịp chú Đông Nguyễn về từ bên Mỹ về. Anh Hiền đang cưa cây bên này nha cả nhà. Cái máy này la làng mà cưa thấy không ăn uống trên nè. Lộc. Trên tàn hả? Cái máy là lớn quá lớn mà cưa không thấy nó ăn. Hơi non non con cũng thòng xuống luôn á. Kêu ông Năm kêu ai siêu phụ được. Kêu ông siêu phụ, ông phụ như mặt thế à. Đến luôn thiệt rồi. Đến luôn thiệt hả? Đến thiệt rồi. Ông Năm tại đây siêu phụ thiệt sao hả? Bỏ luôn hả? Mình có cây, mình có cây muốn chết đó là ổng nói thiệt. Chứ thằng dùng cây mà ổng muốn liền nữa. Nhìn thấy ba có toàn cưa cái cây dừa này. Giờ này vừa xiêm lửa hay gì ba? Giá nhiều xíu à? Thì dẫn các cái đọc trước. Tốt rồi. Trời gì đâu tối hù à. Vì mấy cái dừa ở đây nó che khuất ánh sáng này coi nha. Nên tối thui à. Cây bên Hiền thì đã leo xuống gốc cưa hai gốc rồi. Mới leo lên cái nóc nhà nè. Quay cho cái nhà xem rõ hơn. Dưới tối thui. Dừa trái nhỏ nhỏ nhỏ. Mà chắc nó ngọt lắm á cả nhà. Thường thường mấy quả dừa này chưng Tết đẹp lắm nè.
Chú sáp không chứ được? Hả? Chú sáp không? Đó. Chá cho nó rụng ra quá trời. Chuột cạp. Quá nắng. Cái cuốn nó mất tiêu rồi. Trái xài quá, bà các bạn không thấy cái cuốn nằm đâu luôn. Đạp nó xuống một cái bà. Nó dễ thấy. Cuốn nằm lúc trong luôn hay gì. Ngoài đó thì quầy gì non. Trái gì? Đeo luôn. Kệ chứ biết. Bà mới đó là bà nói để tôi tắm rửa quên nó kệ đi bà. Kệ làm luôn. Kệ em ơi, kệ nữa em ơi, không à. Tắm mà không ngon. Mất cái chua không. Nè ông bỏ đại ra luôn đi. Nói kệ đó năm. Thôi bỏ đại luôn đi. Sao để đó cho nhiều nhiều lên. Nó nặng ông xuống cứ... mà cưa nó không xuống cá. Ông đánh ông không ông. Dính thì được. Rồi. Rồi chú ơi. Giữ cái con lắm á. Cái bức kỹ dưới nổi. Cái gì
xe tới 50. Đổi tên, đổi tên cho bắt năm luôn rồi năm kệ thì là cái gì bắt năm cũng kệ đi, kệ đi không nóng hay chứ được việc danh cách đây là 30 năm rồi. Điểm thấy cái dây lên là kéo cái đầu lân này coi, thấy cái đây năm rồi, thấy đây nè chú Dũng đặt hả ba? À, bác Tư Dũng hả? Đặt tên năm kệ. Cái gì cũng kệ đi hả? Kệ đi. Ơi, chúng đậu, chúng đậu. Dễ gì, canh ngồi chứ dễ gì. Chưa, chưa được quan dây chứ chúng bác năm rồi. Trời trời có mày mà. Điện qua thằng Gào anh kéo mạnh lên năm ơi. Kệ nữa. Ba có toàn kêu quăng qua cái hàng rào. Kéo năm đó kệ đi. Quăng hàng rào kéo cho nó mạnh. Trời ơi nóng quá, nóng cả nhà. Nắng quá trời nắng. Ngược qua đây nè, ngược qua đây nè, ngược qua hiền nè. Lên lại, lên lên lúng xuống lấy cái máy cưa. Kéo đầu. Kéo là qua đây đây luôn à. Cây này ghiêng đi trong rất là nhiều nha cái này. Tàu của nó giặt kìa. Cái này hổm có một cái trời ơi chú Đường ơi. Nghẹt một cưa à. Cái gánh làm nó nhỏ à cả nhà, nó nghẹt một cưa vô đứng làm. Gốc đó thì hồi đẻo gốc rồi mới cắt sát xuống nha cả nha. Đây cái nền như này nền cát. Cát mưa nó văng lên dưới đất, nó lục lưới cưa. Rồi giờ ba có toàn cùng với anh Hiền leo cưa hai cây luôn. Anh Hiền thì không có mang móng, ba có toàn mang móng. Vô đây bác Năm ơi, đừng đứng dốc dưới góc bác Năm ơi. Có cái tàu ngay bác Năm luôn á. Ấy tao buộc khóa vậy tao ra.
buộc đuôi dây đi. Đó, vừa bị chuột cạp nhiều lắm á anh Năm ơi. Có cái đầu của tao ơi. Được rồi. Rồi. Tôi có toàn leo móng leo cây cưa cây bên kia. Bụi quá mà cái toàn mang nó không mà hiểm luôn. Bác nào nói là cắt đại xuống đi, khổ gần cột cái lâu. Anh này đứng cột dây lại treo lại nhưng mà thôi, bác Hà nó cắt đại đi. Và cái toàn thì bên kia đang cột treo mấy quầy dừa xuống. Tại bên kia có mấy khung sắt á. Tại gớt xuống thì sụm hư mấy khung sắt mà. Nên mấy cột treo xuống. Cây bên ba của Toàn thì hiện tại đang bị vướng mấy cái tàu bên anh Hiền à. Nên Toàn chưa quay thấy được ba của Toàn bánh. Giờ này nhiều khi gớt xuống nó cũng không bể. Tại vì nãy giờ cưa dừa, mấy cái dừa trước đó cả nhà. Tàu rớt ở dưới khá nhiều rồi. Nó có một cái lớp đệm nên là cũng khó bể. Mấy cưa của anh Hiền làm như nó lục hay sao á. Cưa lên ga lớn quá trời mà không thấy ăn. Chắc cũng có thể là sơn nó tàn nữa.
Bây giờ anh ba có toàn làm như kiến hay sao mà ba có toàn sạch bánh này. Anh tụt xuống sâu quá sao mở mấy cưa anh hẹn. nãy cảnh cáo rồi, cảnh báo trước rồi. Cho nghe mày hả? Nằm đứng đây cho ngã xéo ngang đây cũng được. Cái cây này đâu có xài gì nữa đâu. Đây nè. Bánh treo một lần hai hoài luôn. Cây này nó nghiêng chiền à cả nhà. Nãy tao không biết ai à, còn cưa ba cây bên kia nữa nha cả nhà. Ba cây bên kia hàng rào nữa là cưa luôn. Đang nghiêng trồng cái nhỏ. Giờ này hạ gốc luôn rồi.
Anh Hiền lúc nào cũng vậy, làm dù có mệt bao nhiêu thì xuống vẫn chào quý vị khán giả một cái. Nãy giờ mấy cái hoài nào mà nạo với lại gám gám á cả nhà, ba cái lần cũng cột xuống hết luôn. Bên dưới này có cái khung nhà tiền chế á cả nhà, sợ rớt xuống thì móc cây sắt. Chuột, chuột nhảy. Chuột nhảy đưa bố chuột xuống kìa. Rớt xuống này dễ gì bắt được nó. Quá trời tàu dừa. Hoài dừa chứ đường. Cái hoài đó. Xuống lên, xuống lên. Được chứ đường chơi đứng ngay cái góc dừa không à. Mấy cái tòn dưới này dừa, mấy cái dừa khô nó rụng riết mà lủng tòn chân luôn cả nhà. Nè. Với bà cái gác nó đóng rồi chả nó. Rồi nước mưa nó thấm hoài lâu ngày nó mục tôm luôn. Và còn toàn cọc dây kéo nguyên cái đọc xuống luôn. Cái này phải cưa hai khúc nha cả nhà. Cái cưa nguyên thân thì nó dài quá sợ trúng cái cọng dây điện phía ngoài này. Đây nè, cọng dây điện lúc này nè. Nó cọng dây điện trắng trắng. Uống dừa ít quá vậy đó. Chứ nước dừa uống mà lõng máu mà biết không mệt. Ba dữ. Cái này còn hơi nghiêng qua bên đó nên là
đó các bạn, mới cột cái sợi dây để kéo ngã qua đây nha cả nhà. Chưa lên chút mà, chút đi. Nó chưa lên chứ vừa lên như nãy giờ nói đó, chưa lên cứ mấy tấc lại như hồi tẻ không được. Nói tiếng Việt Nam mà được. Tàu vừa đứng quá trời khó vậy cả nhà. Nên điện thoại tàu cầm hơi lắc. Tàu mong cả nhà thông cảm cho tàu. Tàu vô, nó phang cái đầu qua nè. Sát cái bờ tôn luôn. Cái tường. Rồi cái góc này chút xíu nữa chứ đường vô đẻo góc và cưa sau nha cả nhà. Vậy là đã cưa được 3 cây rồi. Còn quay được 3 cây. Rồi vậy thôi, tôi xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và xem hết video. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.